Xin chào quý vị và các bạn, em xin được test thử quần súp 3G mới nha, hàng xịn. Đấy, quần súp này bác khách ở bên Đông Anh Hà Nội cũng đã chuyển tiền đủ cho em. Những dòng súp mới súp bãi bên em rất là nhiều. Đấy, đây là quần súp 40 3G audio, súp nổi tiếng. Súp này thì chắc chắn là chỉ có làm hài lòng tất cả các bác. Nếu các bác nào được sử dụng quả súp này, đó là siêu súp rồi. Bát 40 và cực hay, cực gọn, rất là xinh xắn, rất là hiếm các bác nhá. Dòng này không phải lúc nào cũng có đâu. Đấy các bác, một dòng loa tuyệt vời. Alo. Vâng, em đây. Vẫn ở trên tuyến đường này anh ơi. Vẫn anh ngược lên đường, lên trung tâm ngã 7 này, em bên tay phải. Đó. Chưa đến tượng đài nha, em chạm ngã 7 nha. Rồi sao đi thế, quay lại anh nhá. Ok rồi. Rồi, các bác thấy đánh sâu không ạ? Cực kỳ là sâu nhá. Đấy, và là em nghe điện với bác ở Hải Dương đang đến để mua hàng. Bác làm trên tuyến đường này rồi nhưng bác lại không hiểu là đường về ngã 7 đâu. Em nhà Ngọc Quang thì đối diện nhà thuốc Long Châu và kính mắt Hà Nội các bác nhá. Đấy, rất dễ tìm các bác. Đấy, ngược lên trên này, tay phải lên trên này thì còn 40m chạm ngã 7 luôn. Nhà em là giáp ngã 7 thị trấn Thắng các bác nhá, rất dễ tìm. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Quả súp siêu hay luôn. Đấy, bên ngoài này thì anh em đang chờ đóng. À, bác lốt BMW cho em. Những cặp BB450C. Hôm nay bác hơi vất vả, đóng từ sáng giờ 11 giờ rồi. Đấy, 11 giờ vẫn chưa thể nào xong được nhá. Rất nhiều cái đơn hàng sẽ phải đóng trả các bác. Toàn hàng tuyển chọn thôi các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, còn cái cặp loa này là cặp loa của bác khách này ở Vinh Nghệ An này, mua ở trong An Giang này. Đó, mua không rẻ một chút nào đâu, người ta bảo là zin xịn ấy. Nhưng đây cặp loa bát đã thay màng thay nhện các bác nhá. Em thì có như nào em nói thế, bán rất là rõ. Đó, xin chào, hẹn gặp lại bác.